đây là bệnh viện Thanh Nhàn khoa phụ sản và mình đang đưa vợ đi sinh, vợ mình thì sẽ sinh mổ ở đây và cũng sắp đến giờ sinh rồi, vợ đang chờ ở phòng đợi, chuẩn bị sẽ là đến giờ sinh. Các bác sĩ y tá ở đây thì cũng khá là chu đáo và sắp xếp cho bọn mình rất nhiệt tình. Bây giờ bọn mình chỉ phải đợi đến giờ đi sinh thôi. Mình hy vọng là ca vượt cạn của vợ mình sẽ thành công tốt đẹp và hai mẹ con sẽ mẹ tròn con vuông. Lo lắng không? Lo nhiều ạ. Đi để không bị đau cái này là vui còn gì. Hơi đau. Đau nhẹ nhẹ. Để cố gắng thôi. Nằm ở tư thế này thì em thấy có đi vào trong phòng mổ rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là chỉ có đợi vợ mình được đẩy mổ và sau sẽ đưa con ra gặp một chút. Sau đó thì sau khi làm xong các thủ tục các thứ thì mẹ sẽ được chuyển xuống dưới phòng chờ. Thì tâm trạng của mình bây giờ thì ra nói là lo lắng hồi hộp thì cũng đúng rồi, nhưng mà mình cũng cảm thấy khá là bình thường, bình tĩnh thôi. Cảm giác là cũng rất là an tâm. Các bác sĩ ở đây cảm giác rất nhiệt tình và vợ mình thì khi khám nghiệm các thứ thì cũng không có vấn đề gì cả. Lúc đấy thì bọn mình cũng ký cái giấy đồng ý cho việc làm phẫu thuật rồi. Thì mọi thứ thì cũng khá là suôn sẻ, bọn mình không bị vấn đề gì cả nên là mình cảm thấy rất là an tâm. Và bây giờ chỉ thứ nhất đầu tiên là cũng hơi lo lắng cho vợ, tại vì là tí nữa sẽ phải là đẻ mổ, cũng rất là nghe giải thích thì mới biết là cái việc đẻ mổ này nó cực kỳ nguy hiểm. Có rất là nhiều biến chứng, rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra, nhưng mà đây là cái điều mà sẽ phải làm rồi, nên là rồi cả hai sẽ cùng cố gắng vượt qua. Và bây giờ mình sẽ vào chờ và hy vọng là hai mẹ con sẽ mẹ tròn con vuông. Cháu nha anh đây, 4 giờ cái 15 nhá, cháu trai nhá, mồm to lắm. Nào bố có đòn tay không? Này đòn tay, không biết được có được 4 cân rưỡi không? Bằng con người ta mổ thắng rồi đấy. Đấy, trộm vía chưa? Bế trộm vía, đầm tay chưa? Nhát luôn rồi thằng con trai, chặt luôn nhá. Rồi đưa bác đòn tay. Là tốt, khóc như thế nó nở phổi nhá, là tốt. Khóc nhiều. Con đang muốn khóc nhiều.
năm ở trong bệnh viện Thanh Nhàn rồi. Hai vợ chồng và bé con đã ở trong bệnh viện để theo dõi ngày thứ năm, và ngày hôm nay sẽ là ngày hai mẹ con sẽ được về nhà. Thì trong mấy ngày qua thì bọn mình đã đón thành viên mới. Trước đây thì nghe mọi người nói nhắc là cái tình cảm mẫu tử thiêng liêng, nhưng mà trước đây thì mình chưa hiểu nó như thế nào, nhưng mà thật sự đến bây giờ thì mình đã cảm nhận được chính xác cái từ thiêng liêng nó là như thế nào. Và bây giờ cũng không biết nói lời gì hơn là ngoài lời cảm ơn người vợ rất là yêu thương của mình đã đem đến cho cuộc đời mình một điều thực sự là rất là tuyệt vời và ý nghĩa. Trải qua 5 ngày đẻ mổ là chịu biết bao nhiêu là đau đớn và vất vả. Thật sự mình chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành đến vợ thôi. Bây giờ mình sẽ vào gặp vợ và bọn mình sẽ về nhà. Trời ơi, hôm nay mình xuống luôn đi.